Xin chào mọi người, thì lâu lắm rồi thì mới có lại ít về giải hạt rừng để chia sẻ với mọi người. Thì hôm nay là một cái phiên giải hạt cực kỳ đặc biệt luôn nhé mọi người. Em nghĩ là chắc rất nhiều bác, nhiều anh chị chúng ta đã chờ cái phiên giải hạt rừng này khá là lâu rồi. Và xin giới thiệu với mọi người luôn, đây chính là cái lô giải hạt Tumorong, nổi tiếng chứ danh luôn nhé mọi người. Cái thằng Tumorong thì nó nổi tiếng ở cái thứ nhất là cái thân lá nó rất là đẹp nhé mọi người, nù mập lá rất là đẹp nha. Ngoài ra và thứ hai là cái độ quý hiếm của nó mọi người. Để có được một cái lô giả hạt Tumorong như vậy thì em cũng phải gom góp nhặt nhạnh phải cả năm nay thì mới được có từng đây nhé mọi người. Mỗi lần bà con người ta đi rừng về thì em gom góp lấy một hai về thì em chăm ở trong vườn. Hôm nay thì nhân dịp có một số bác, một số anh chị là có hỏi Tumorong thì nhiều quá thì lên em làm lô đây lên chia sẻ luôn nhé. Thì bác nào thích sưu tầm giả hạt Tumorong thì có thể liên hệ với em đại 0384750258. Đều là những cái dê cực kỳ đẹp nhé mọi người. Tí em sẽ quay kỹ cụ thể cho mọi người, đảm bảo mọi người nhìn là người ghiền luôn á. Cái thằng giả hạt rừng Tumorong này cái thân lá nó đẹp lắm. Và giá nó cũng khá cao hơn so với hàng bình thường nhé mọi người. Ví dụ như hàng Gia Ly, Đắc Côi hoặc là Chumorai thì nó sẽ rẻ hơn nhiều. Còn cái hàng Tumorong đây thì nó sẽ giá nó cao hơn tí nhé. Nên là các bác anh chị chúng ta chịu khó đầu tư thêm tí để chúng ta sưu tầm. Còn bác nào ví dụ mà thấy giá mắc quá, cao quá thì có thể là chờ ở những cái phiên tiếp theo. Ví dụ như là có giả hạt Gia Ly hoặc là giả hạt Đắc Côi thì nó sẽ rẻ hơn cho các bác anh chị dễ sưu tầm nhé. Còn hôm nay là cái lô giả hạt Tumorong đặc biệt này. Đó, thì đảm bảo mọi người mua sưu tầm về làm giống ngắm thân lá rất đã nha. Ngoài ra thì nó còn có thể là sưu tầm về để săn hoa đặc biệt nữa mọi người. Thằng Tumorong này cũng nổi tiếng về có nhiều loại hoa đẹp lắm. Biết đâu mọi người trúng được cái cây hồng thôi ấy, khỏi phải nói hả. Rồi đầu tiên là em sẽ lướt sơ qua một vòng nha. Thì hôm nay có tổng cộng là 19 hình. Thì loại 200 ngàn thì em có hình số 1, số 2, số 3 nè. Mỗi hình giá 200. Đó, nói chung cũng nhỏ thôi mọi người, cho mọi người sưu tầm. Theo là sang loại 250 thì có về số 4, số 5, số 6, số 7. Rồi sang nửa loại 300 ngàn thì có số 8, số 9, số 10, số 11. Rồi sang loại 400 thì có 12, 13, 14, 15. Đó, mọi người nhìn thân lá nó đã không? Uống nù mập mạp mà lá nó dày nữa. Tiếp theo là sang loại 500 ngàn thì có 16 nè, 17, 18. Đó. Và cuối cùng là về lớn nhất là về số 19 giá 600 nè. Rồi bây giờ em sẽ quay cụ thể từng hình thì mọi người thích hình nào cứ liên hệ nha. Đầu tiên là hình số 1 nè, giá 200 ngàn. Đây em để bên cạnh cái thước mọi người tự hình dung kích thước đó nha, nó không có lớn lắm đâu nha. Mua về làm giống. Rồi đây, những con kiến nguyên zin của rừng Tumorong. Rồi về số 1 nha mọi người, 200 ngàn giá sưu tầm ha. Tiếp theo sang về số 2, số 2 giá 200 luôn. Thằng này thân tơ cũ nó bị gập phát nè, sau đó nó lên được một cái con kỳ nhỏ, kỳ nhỏ. Rồi ngoài ra bên đây thì nó cũng lên được cái mầm nữa nè. Đó, mầm gốc thì chưa lên mọi người, về chăm ít bữa nó lên mầm gốc nữa, đẹp nữa ha. Rồi về số 2 giá sưu tầm 200 luôn. Tiếp theo là em sang về số 3, về số 3 giá 200 luôn. Đây nó cũng không to lắm đâu mọi người, cứ em để cạnh cái thước mọi người tự xem kích thước của nó luôn nha. Đó, đẹp không, thân lá nè quá đẹp luôn á, Tumorong cái hàng rừng mọi người, cái thân da, bộ thân da nó nhiều lắm là mọi người cũng rất dễ nhận biết ha. Về số 3 giá 200. Tiếp theo là sang về số 4. Về số 4 đây, đồ lớn đây nhé mọi người. Rồi đây thân nè mọi người, thân nù mập nè, lá mầm nè, đẹp không, tím tím, thằng Tumorong đẹp lắm, nguyên zin luôn rồi nha. Về mùa này cây này có thể sổ hoa được rồi đó. Về số 4 giá 250. Tiếp theo là sang về số 5, đây nhìn đẹp không mê không thôi mọi người, nam 250 nè. Đã không, tím rìm luôn, hàng rừng nhìn nó cằn cỗi nhưng mà thân lá nó lên rất đẹp nha. Về số 5 giá 250. Theo là sang về số 6, về số 6 giá 250 luôn. Đây đó, đồ lớn đó mọi người, mầm nè, lên đẹp không, nhìn thân lá nó nù đốt ngắn, mầm nó lên rất lập tím rìm luôn. Về 6 giá 250 nha. Theo sang về số 7, số 7 đây đó, kích thước nha mọi người. Rồi 250 luôn, mọi người xem nè, cái lá nó tím rìm luôn nha, và cái thân nó kiểu chấm chấm lúng đốm kiểu huyết nhung mọi người. Đây, mầm gốc nè đang lên nè, thấy không, đã không, tím đậm, thân nù đốt ngắn nha. Về số 7 giá 250. Tiếp theo là em sang loại 300 ngàn một dê. Các bác chị cứ nhìn dần dần lên sẽ thấy mê luôn à. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều người thích sưu tầm cái hàng Tumorong này mọi người, mặc dù nó giá nó cao hơn hàng thường nhiều nhưng mà
được sưu tầm lấy một dề là cũng mãn nguyện rồi. Tiếp theo dề số 8 giá 300 ngàn nè. Đẹp không? Nụ đố ngắn nè, mầm lên nè, nhìn mê luôn á. 8 giá 300 nha. Tiếp theo là sang dề số 9. Đây, cũng đẹp cực kỳ. Cái thước đây, à, em để cạnh cái thước. Rồi, mầm nè mọi người. Số 9 giá 300 nha. Đây, đó, cái dề bóc rừng là nó nhiều thân da lắm mọi người. Thân da nó căng cổi. Thân tơ nè, mập mầm gốc lên mọi người, nhìn đã không? Lá nó dày mà nó tím đậm luôn. Thằng này thân lá đã lắm. Mà về, nhiều bác về để săn hồng trong đồ nữa. Số 9 giá 300 nha. Tiếp theo là sang dề số 10. Dề số 10 giá 300 luôn. Độ lớn đây. Đó, thân tơ mùa trước đây mọi người. Nguyên zin hết nhé. Toàn mấy con kiến hạt sưu tầm. Nói chung cái dề hạt tum rong mọi người muốn kiếm được cái dề to khó lắm mọi người. Bởi vì ra được cái con kiến nào mà bà con người ta phát hiện đó, là ta vặt hết từng đó luôn. Nhiều khi một năm là chỉ có vài cái chuyến là có tum rong thôi. Nên là các bác anh chị có theo dõi kênh em sẽ thấy. Rất hiếm khi thấy về. Dề số 10 giá 300 nha. Đây mầm đang lên nè mọi người. Tím rìm. À, đốt ngắn cực kỳ luôn. Số 11 đây. Mầm đã lên đẹp rồi. Đó. Đây, mầm nè, thân lá đã không? To phình, thằng này không biết có lên được lá mít không mà nhìn lá rất là to luôn. Quá đẹp. Số 11 giá 300. Tiếp theo là sang loại 400 ngàn một dề nhé. 12 nè. Giá 400. Đây, độ lớn mọi người. Để cạnh cái thước nha. Đây, em dán vào cái giá vào cho mọi người dễ theo dõi. Nè, thân nè mọi người, thân tơ nè, thấy không? Về mọi người có thể cho sổ hoa luôn. Mấy cây tung bê rong này đốt nó ngắn ngắn á, nhưng mà nó cũng đủ khả năng ra hoa rồi. Nó kiểu cái dạng lung á mọi người. Lá nè, lá xếp đẹp mà, cực kỳ luôn. 12 giá 400. Theo là em sang giờ 13. 13 giá 400 luôn. Đây, cũng đẹp mơn mởn nè. Độ lớn đây nha. Rồi, mầm nè mọi người. Xếp với nhau thành từng búp nè, đã không? Thân lá nè, bộ thân da hoành tráng ha. Về số 13 giá 400. Tiếp theo là sang giờ 14. 14 đây, mầm gốc đang đi đẹp mọi người, tím rìm nè ha. Lá dày nữa. Đó, nhìn cái lá, nhìn ngắm cái lá thôi đủ sướng rồi. Nó rất khác biệt so với những cái loại giả hạt khác mọi người. Mấy loại giả khác hạt khác thân nó nhỏ nhỏ, mảnh. Thằng này nó nù mập phú u luôn. Đó. Còn bộ thân da nó dính lăng quăng leo queo nè mọi người. Đó. Nói chung là nó cùng với bộ thân da, nhưng mà như thân da nó vừa rời ra. Giờ đây còn một thân tơ mầm gốc. Thân da đây mọi người cứ chăm trồng bên cạnh cho em ha. Ít bữa nó lên mầm, nó tự nứt, nó tự lên mầm thôi. 14 giá 400, rất là đẹp mọi người. Đốt nè, siêu ngắn luôn. Thân lá nè, mướt ha. Rồi, tiếp theo sang 15. 15 độ lớn của mầm đó, tầm 9 cm. Thằng này thì mầm gốc chưa lên nhé mọi người. Về trồng ít bữa nữa nó sẽ nhú mầm gốc đây nè. Nó sưng sưng mầm gốc lên rồi nè. Bữa nữa nó lên thôi. Đây. Đó, nó lên từ kiến nè. Mới, mọi người nhìn mấy thân già mùa trước nó mới kiến nhỏ rồi mà nó mập thù lưu rồi. Đây, sao lên được thằng này. Lá tím đậm luôn. Thân cũng đậm. Thằng này về săn hồng cũng được nha. Ngoài chơi thân lá, săn hồng, siêu tầm. 15 giá 400. Rồi, tiếp theo là sang mấy siêu phẩm 500 ngàn một dề nha. 16 đây, giá 500 ngàn. Đây đều là thuộc những cái dề đẹp nhất trong phiên ngày hôm nay rồi. Đốt cực kỳ ngắn nha mọi người. Những thằng này về là năm nay là mọi người có thể chờ sổ hoa luôn. Cái dòng dạ hạt tôm mơ rong nó luôn nhỉ. Cái trong cái cây gì mà nó luôn đều đẹp hết mọi người. Bất cứ giống lan gì nó đều đẹp và nó đều giá trị cao hết. 16 giá 500 ngàn nha. Bộ thân rễ, bộ thân già hoành tráng rừng nè. Tiếp theo 17. Đây, thằng này xem gọi là siêu phẩm chưa. À, cái búp, nhìn cái búp nó nè. Đã nhìn thôi là đủ ghiền rồi. Bộ thân da nè. Cái hàng bóc rừng á, là thân da, bộ thân da nó nhiều mọi người. Da kiểu căng cổi. 17 giá 500 nhé mọi người. Đây, đốt cực kỳ ngắn luôn nha. Nguyên zin hết đó. Đều là những con kiến tung rong tuyển tròn mà. Giờ 17 giá 500. 18 đây. Đó, tím rìm ha. Nhìn như máu. Đẹp không? Thân da nè. Nguyên zin hết nhé mọi người. Nãy giờ mấy kiến toàn nguyên zin không? Bộ thân da nè, da rừng nè, hoành tráng chưa? 18 giá 500 nha. Đây đồ lớn đây, em để cho mọi người xem. Rồi.
18.500. Và cuối cùng là cái dê lớn nhất ngày hôm nay, 19 giá 600 nhé mọi người. Đây. Thằng này đợt trước về nó hơi cằn cổ một tí, em chăm lên thời gian phát giờ nó đẹp lên liền mọi người. Nó đẹp là nhờ cái giống đó mọi người, chứ không phải là một phần do mình trông nữa, mà một phần cũng nhờ cái giống nó khỏe nó đẹp. Là mình chịu khó mình chăm bón tí và lên đẹp lắm. Đây nha mọi người xem này, cái mầm gốc nè, lên tím rìm nè, thấy không? Như là mầm gốc mấy cây hồng luôn á. Về biết đâu lại sổ trúng hồng thì ngon. Rồi, về số 19 giá 600. Đây là về cuối cùng ngày hôm nay. Thì các bác anh chị thích hình nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để tiêu đề nhé. Mọi người liên hệ đại 0384750258. Và giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Phí vận chuyển bên đơn vị vận chuyển họ thu thì chắc rơi vào tầm cỡ 40-50 ngàn thôi. Rồi xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người nha.